quay 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 thì cái tầm 15 tháng đầu quay luôn ha, tầm 2 lớp 4 rồi anh em mình cùng xem giải trí đến kinh dũng miền Tây của mình. Ở đây thì một cây 105 đụng độ với cây 115, tại vì cây 115 đang phợt xuống nè. Bữa nay là toàn thứ dữ không đây. Rồi hai cây đang đẩy luôn anh em. Ủa chiếc kia bẻ qua kia 115 thì nó xè kinh khủng không. Trẻ dở rồi anh em ơi. Hai chiếc 115 quá xè. Cây 115 phục tốc độ hơn, bánh lớn hơn, hàm cũng lớn hơn luôn anh em ơi. Máy này thì chạy là bao phê, đi lầy cũng giỏi luôn, vua đi lầy luôn à. Còn cây 105 đang đi lên. Cái hơi thì không có xè bằng cây 115 anh em ơi. 115 xè dữ quá. Ở đây thì một cặp vơ. Hiện tại hai cây đang đụng độ. Chạm lại cái 115, 115 bị tuốt lên đầu trên này. Lây quay thì cái 115 chẳng đầu hoài luôn ha anh em. Hàm 2m4. Chạy khí thế rồi ha. Lúa này thì lúa OM18 hiện tại giá bán được 8.200 một ký anh em ơi. Con nó xè kìa. Nó bỏ cái 105 còn phút ở ngoài sau à. Đây. Sao bự thì cũng không lẹ bằng, hàm nhỏ hơn. Dàn chân thì cũng nhỏ hơn. Nói gì tốc độ thì máy này không lại cây 115 ai. Đây đối thủ nặng ký đang đi lên nè. Phượt ngay đuôi luôn á. Dữ dằn ha. Thì cắt nãy giờ thì cũng
cũng khá khá, anh em còn nhiêu thì quay nhiêu cho anh em mình xem ha. Tại vì mình đi ngang cái mình gặp mình quay luôn, ở đây thì không biết xảy gì luôn anh em ơi. Cây 105 đang đi sao. Động cơ lớn hơn quá trời chạy à. Đây 105. Xe hỏng mà cây 115. Cây này quay đầu quá lẹ, quay lơ mơ là dập bê sườn chứ không phải giỡn đâu. Cây này quá trời xe. Cây này cũng đi tốc độ nhanh lắm nhưng mà không lại cây 115 đâu. 15 nó là ông vua đi lầy mà. Hai đối thủ nặng ký. Tay cầm cây 105 thì đẩy cũng lúc cây chứ không phải mà chừa cây, nhưng mà chạy không lợi tại vì bánh nhỏ hơn. Không, đẩy lúc cây luôn ha. Gào này gào nhỏ, múc lúc gào nhưng mà gào nhỏ, còn cây 115 mới gào lớn. Gào này có 2m2, còn cây 115 gào tới 2m4. Đẩy lúc cây nhưng mà cũng không lại đâu, không lại cây 115 đâu. Một đống chuột luôn rồi anh em ơi, quá mồi rồi ha, đá gơm nè. Cũng mới mở đồng chắc không có chuột nhiều đâu. Thấy lúa còn nhiều dữ lắm.
rẻ quá nhiều đường anh em ơi. Lúa thì còn quá chừng nhiều luôn mà. Đậu như cò vậy. Hầm nhỏ. Cây này thì dứt vừa rồi, còn cái 105 thì còn đang đi lên. Rồi cái 105, cái 115 đi vô. Còn cái này hốt cái ni lên nữa là rồi luôn à. Mới mở đồng không có chuột, không có mồi. Rồi mình xin tạm dừng video tại đây luôn anh em. Đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em. Lúc này thì hai cây đã cắt xong, đang kéo ra về.